Hello, xin chào tất cả bạn. Thì hôm nay mình sẽ đem con máy xúc Cần Giờ hôm bữa mình mua đem thử cái chức năng của nó nha. Và đây là con Hyundai nữa. Thì mình sẽ test thử tốc độ của hai con này xem con nào nó nhanh hơn nha các bạn. Con này mình sẽ cho nó hoạt động nha các bạn. Đây, khởi động lên các bạn. Rồi, ok nè. Con này mình không có cái nút khởi động cái remote nha các bạn. Chỉ có cái nút ổ khóa thôi. Mình sẽ bật cái nút ổ khóa nè. À, bây giờ mình sẽ tắt âm thanh nha. À, cái này là cái music các bạn, cái music là có nhạc nha các bạn. Xe này nó có nhạc các bạn. Đó, máy xúc này có nhạc nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ thử cái các nút chức năng nha. Nút này. Đây, nút này là có thể đưa cái đồ ủi cát nữa các bạn. Đó, đưa đồ ủi cát lên nè các bạn thấy không? Rồi hạ xuống nè. Đó là cái nút này nha. Rồi còn cái nút này. Nút này thì điều khiển cái cần nha các bạn. À, ha. Điều khiển cần. Rồi. Còn cái nút này đưa cần lên nè. À, đưa cần lên. Thì con này nó chỉ có một cái khớp ở chỗ này thôi các bạn ơi. Nó chỉ có một cái khiển ngay chỗ này thôi. Nó lên xuống là chỗ này thôi. Chỗ này không có nè, chỗ này cũng không có nha. Còn cái con Hyundai của mình các bạn, con Hyundai của mình á thì nó có nhông ở đây và ở đây luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động các bạn cùng xem nè. Đó, rồi. Đây, tắt âm thanh cái. Rồi, à con Hyundai mình á thì mình có thể điều khiển đây nè các bạn. Đó, mình có thể điều khiển gầu nè nha. Đó, điều khiển gầu. Rồi điều khiển cần giữa nè. À, rồi xong rồi điều khiển cả cái cần ngay chỗ này đó, chụp ở dưới này nữa nha các bạn. Đó, có 3 khớp. Còn cái con này nó chỉ có một khớp duy nhất này thôi các bạn ơi. Đây, cái nút này. Đó. Rồi đẩy cong vô nè, đó xuống nè. Đó. Nó chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Nên là con này là không có múc được các bạn ơi. Con này mà đem ra chơi múc đất múc cát là không được các bạn. Nè nó múc không có nổi các bạn. Đó, nó múc không có nổi nha. Đó nè các bạn nhìn nè. Đó, múc không nổi các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ thử tốc độ hai con này xem coi con nào nó nhanh hơn nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Rồi các bạn ơi, con này nó chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Con này nó chạy rất là nhanh luôn nha. Con này nó xuất phát chậm mà nó chạy rất là nhanh luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chấp luôn các bạn. Chấp con Hyundai nè. Đó, chấp Hyundai một khúc này luôn nha. Rồi 1, 2, 3, let's go. À, các bạn thấy không, con này nó chạy nhanh lắm các bạn ơi. À, con này chạy rất là nhanh nha. Rồi về phần tốc độ thì con này nó chạy rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà còn về múc đất múc cát thì con này nó thua con Hyundai các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho nó múc đất múc cát nha. Ở đây có một cái đống sình nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho nó múc coi có được không nha các bạn. À, cái con này nó múc lên chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. À, con này nó chỉ múc được vậy thôi nè các bạn. Rồi đổ giờ để coi đổ thì sao nha các bạn. À, đổ thì cũng điều khiển ra vậy các bạn. À, rất là dở nha. Rồi đi bây giờ múc tiếp cái nữa nè các bạn. À, múc mà sình nó văng tùm lum đây luôn các bạn ơi. Đó, con này là múc múc sình múc đất không được các bạn ơi. Rồi giờ đổ ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem coi con này nó xoay được bao nhiêu vòng nha các bạn. Rồi bây giờ nha, xoay nha. 1 vòng. Rồi 2 vòng nha các bạn. Rồi cái con này khi mà nó xoay các bạn. À bây giờ cái con này khi mà nó xoay nè các bạn. Đây nó xoay nó có đèn nè các bạn. À nó xoay nó có đèn ngoài sao nha các bạn. Rồi giờ xoay nha. À các bạn thấy không? À, xe trái xe phải là nó có đèn nè thấy không? À, nói chung là con này kiểu là con đồ chơi thôi các bạn ơi. Rồi xoay qua đây nè. Rồi xoay qua nè các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ bật đèn cho các bạn xem nha. Đó, đèn nó sáng đây các bạn. Đèn thì nó sẽ đi kèm với âm thanh nha các bạn. Đó, thì con này khi mà tắt mở thì nó có âm thanh đời máy với lại tắt máy nha các bạn. Giờ tắt máy nè. Đó, rồi bây giờ mở máy nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho cái ủi này nó ủi đất đây thử nha các bạn. Đó, rồi ủi đất thử nha. Đó, rồi. Đó, rồi ve lại nè. Đó, con này nó nhanh lắm các bạn. Nhanh thì chắc mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho ủi đất, ủi cát các bạn. Rồi hạ cần sát xuống nè các bạn. Rồi đó. Rồi đó.
Đó, con này dùng để mang đất cát nha các bạn. Đó, đó rồi ve lại nè. Đó, đó các bạn thấy không? Đó, con xe này dùng để ủi thì phù hợp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái đống này nó cao lên cái nè. Đó, làm cao lên cái nó ủi cho bạn cùng xem nha. Rồi. Đó, nó cao lên các bạn. Rồi giờ sẽ cho vô ủi nè các bạn. Đó. Cái con này nó ủi nè các bạn thấy không? Đó, dùng để ủi đất cát thì được các bạn. Đó, nó ban đường, ban đất cát các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, tiếp tục ủi nè các bạn. Đó. Rồi vô ủi trong này nha. Đó, nó bị hơi bị dướng dướng cục đá gì vậy sao các bạn. Rồi ủi vô nè. Đó, ban ra các bạn thấy không? Đó, nguyên cái đống đất cao nó ủi nó ban được các bạn. Rồi ve lại nè. Đó, rồi. Đó, rồi còn cái miếng bên này nữa các bạn. Rồi ban cái miếng bên này luôn nè. Đó. Đó, thì các bạn thấy con này thì nó chỉ được cái là ủi nha các bạn, còn lại là múc là không được nha các bạn. Đó, muốn múc là mình phải độ nha các bạn, độ chục vít. Rồi bây giờ mình sẽ thử sức kéo con xe này nha các bạn. Ở đây có hai thanh gỗ nữa bạn, mình thử coi nó kéo nổi không nha. Rồi 1 2 3 let's go. Wow. Oh, nó kéo cũng di chuyển được đó các bạn. Đó, kéo cũng di chuyển được các bạn ơi. Đó, nhưng mà kéo hơi khó khăn tí nha. Đó, chúng ta phải lùi lại lấy đà kéo các bạn. Đó, lùi lại lấy đà kéo thì cái gỗ mới di chuyển được các bạn. Đó, nói chung là con xe này cũng tạm tạm thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho con xe này nó lội nước nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử cho con xe lội nước nha. Rồi đây có dũng nước nè các bạn, cho lội nước thử nha. Ok. Wow. Đó, lội nước cũng dữ lắm nha các bạn. Wow. Wow. Wow, chạy vòng vòng lội nước cũng dữ lắm nha các bạn ơi. Rồi giờ sao im luôn các bạn. Ồ, còn chạy được không? Ồ, vẫn còn chạy được nha các bạn. Ồ, đó, lội nước cũng còn ổn các bạn. Rồi con này thì chắc không dám lội ngập sâu các bạn ơi. Mình chưa biết cái bo nó nằm ở đâu, mình không dám lội ngập sâu các bạn. Tại vì cái pin của nó các bạn, pin của nó nằm ngay đây luôn các bạn ơi. Pin nằm ở dưới luôn, mình không dám lội sâu. Đâu giờ mình sẽ cho ra sâu một tí nha các bạn. Đâu giờ thử cho ra sâu một tí coi. Đó, ra sâu một tí nha. Rồi mẹ. Rồi di chuyển ra. Rồi đó. Rồi di chuyển ra sâu sâu tí nha các bạn. Rồi vòng vô nè. Đó, sâu hơn tí các bạn. Rồi mà nó chạy không được các bạn ơi, nó đang bị vướng vướng gì á. Rồi đó, chạy đây sẵn rửa xe luôn các bạn ơi. Rồi ve lại nè. Đó. Chạy vòng vòng mình ngập nước này đó, sẵn rửa xe luôn, quay vòng vòng luôn. Đó. Rồi ve luôn các bạn. Rồi ve luôn nè. Rồi rửa xe luôn các bạn ơi. Rồi chạy tới rửa cái máng luôn. Rồi ok, tắt âm thanh luôn các bạn ơi. Đó, nói chung con xe này cũng tạm ổn các bạn ơi. Đó, dùng cho mấy bạn thiếu nhi chơi được nha. Chứ mà mấy bạn muốn chơi múc mà thật sự thì con xe này không có đáp ứng được nha. Muốn múc được thì chúng ta phải độ nha các bạn. Đó, chúng ta phải độ chục vít rồi độ lại rất là nhiều các bạn mới có thể chơi được nha. Cái này cũng không có di chuyển được nhiều đâu các bạn ơi. Đó, cái nhông này nè, nó di chuyển với cái xích này di chuyển dở lắm các bạn. Di chuyển đường rất là dở nha. Rồi, video mình đến đây sẽ được tạm dừng nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn thấy video hay các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký ủng hộ nha các bạn. Bye bye.